thân mến, chào mừng bạn đến với Tốt Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Nói tới những sao nữ hoa ngữ đình đám thì chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay tới cả dàn mỹ nhân sắc nước hương trời với hình ảnh hoàn hảo chỉn chu trước ống kính. Tuy nhiên thì khi rời xa bàn tay của stylist, liệu họ có giữ vững gu thời trang thanh lịch cuốn hút hay không thì vẫn còn phải đặt dấu chấm hỏi. Và ngay sau đây chúng ta cùng điểm lại những mỹ nhân bị dìm hàng với phong cách thời trang ngàn chấm khi tự lên đồ cho bản thân. Thứ nhất, Trương Bá Chi. Chắc hẳn mọi người đều biết đến nàng ngọc nữ xứ cảng Trương Bá Chi với gương mặt đẹp không góc chết khiến biết bao người phải ngưỡng mộ không thôi. Thậm chí dù đã hơn 40 tuổi lại là mẹ ba con, nữ diễn viên vẫn khiến những đồng nghiệp cùng tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 phải châm chấu khen ngợi vì quá đỗi trẻ trung và xinh đẹp. Thế nhưng thì trang phục đời thường của Trương Bá Chi lại khiến cộng đồng mạng phải xốn mắt với những gam màu cực chóe như xanh đỏ chuối, màu cam, màu hồng cánh sen. Không chỉ thế thì sự kết hợp quần áo và phụ kiện chẳng hề ăn dơ lại mang hơi hướng phong cách thời trang từ vài chục năm trước, khiến tinh nữ lang bị công chúng chê bai là vừa xến lại vừa phèn. Về việc mê mặc đồ màu mè, Trương Bá Chi cho biết: "Tôi là người rất lạc quan, thấy mọi người vất vả như vậy nên tôi muốn mặc những màu sắc tạo sự vui vẻ. Có lẽ mỹ nhân vô cực chỉ muốn lan tỏa niềm vui sức sống cho mọi người, nhưng netizen đều hy vọng cô hãy tém lại, đừng tiếp tục tự dìm hàng nhan sắc như thế nữa." Thứ hai, Lưu Diệc Phi. Bao qua những khoảnh khắc lộng lẫy của thần tiên tỷ tỷ trên thảm đỏ, Lưu Diệc Phi của đời thường cũng bị đánh giá là sư muội cùng môn phái thời trang với Trương Bá Chi. Nhìn vào loạt ảnh hàng ngày của nữ diễn viên thần điêu đại hiệp thì người hâm mộ phải khóc thét vì chẳng thể nào yêu thương nổi. Thích kết hợp những bộ trang phục chẳng hề thuộc về nhau, Lưu Diệc Phi khiến cộng đồng mạng phải câm nín. Theo nhiều ý kiến thì chính nhan sắc xinh đẹp trong veo của thần tiên tỷ tỷ đã khiến khán giả tạm quên gu thời trang khó đỡ của cô. Trong trường hợp của Trương Bá Chi và Lưu Diệc Phi thì quả thực là lụa đẹp vì người. Thứ ba, Trung Hân Đồng. Thêm một ngọc nữ đình đám của showbiz Hồng Kông được gọi tên trong danh sách này, đó chính là Trung Hân Đồng. Không màu mè xến rẩm như hai người đẹp nói trên, Trung Hân Đồng khiến người hâm mộ xỉu ngang xỉu dọc khi bắt chen bà thím, tạo cảm giác lượm thuộm dìm dáng hết mức. Không ít người còn nói đùa rằng Trung Hân Đồng thầu hết quần áo rộng của xứ cảng rồi. Khi thấy người đẹp liên tục diện kiểu trang phục này, với cách kết hợp quần áo cực kỳ khó đỡ như vậy, nữ diễn viên đã tự tay làm giảm sức hút của mình. Thứ tư, Quan Hiểu Đồng. Từng mang danh thảm họa thảm đỏ Cbiz, Quan Hiểu Đồng khiến người hâm mộ cũng chẳng thể bênh nổi với gu thời trang đi vào lòng đất. Không chỉ thế, trong loạt ảnh đời thường, phong cách ăn mặc của mỹ nhân "Tôi chính là cô nương như thế" lại càng bị chê cười nhiều hơn. Nhìn vào loạt ảnh sân bay của bạn gái Lộc Hàm thì mọi người đều phải thót tim vì cứ ngỡ đó là chị gái tuổi trung niên nào đó. Có thể nói rằng nàng quê nữ quốc dân đã giấu nhẹm lợi thế hình thể của mình với kiểu trang phục lượm thuộm thế này. Rất may là gần đây dường như Quan Hiểu Đồng đã tìm được một stylist đáng tin cậy, khiến hình ảnh của cô lung linh hơn rất nhiều khi tham dự sự kiện. Ngoài những mỹ nhân nói trên thì còn không ít sao nữ khiến công chúng hoang mang với gu thời trang khó đỡ như Tống Thiến, ba trùm của những chiếc áo khoác thùng thình diêm dúa như quý bà rau sổi, Chu Đông Vũ, nàng ảnh hậu với sự kết hợp trang phục khó hiểu, hay Cổ Lực Na Chát với style bánh bèo hưng phấn. Nói chung thì ngoài việc đẹp lung linh khi đi dự sự kiện thì các mỹ nhân hoa ngữ cũng nên chú tâm hơn tới cách ăn mặc của mình trong đời thường, tránh việc tự dìm hàng bản thân mình như thế. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!